cả đời thôi. Thức dậy từ sáng đến tối, ngủ của văn mê Việt Nam. Nhớ đến nỗi mà có lúc khóc, tại vì xa. Đến đây bây giờ sớm ở Việt Nam là phải. Nhưng mà thôi, hoàn cảnh con cái thì thôi phải chịu theo con. Hôm nay mình ăn món ăn ngon. Con tôi giờ 60 tuổi, nhiều năm lắm rồi cháu. Nhưng các con tôi đã đầy đủ, có gia đình, có việc làm đầy đủ. Bà có dạy các con làm những cái món ăn Việt Nam? Ồ, chúng nó biết tốt hơn tôi. Có tàu rồi nấu canh rồi làm cái này cái kia, làm rau muống xào hay là các thứ, cái gì mà làm được hết. Tôi là Tuyết, Bạch Tuyết, là con gái đầu tiên của cha tôi. Cả bốn đứa con của bố có tên Hy Lạp và tên Việt Nam. Mà người Hy Lạp nhưng mà nhớ nhiều Việt Nam, quý nhiều Việt Nam, quý nhiều cái tiếng của mẹ. Các con tên ở Việt Nam hết, tức là Nguyễn Văn Thành, Bạch Tuyết, Bạch Nga, Tự Do. Cô thằng cháu tên là Minh, Hồ Minh, tại vì sinh đến 19 tháng 5. Tôi cũng dám nói Hồ Chí Minh, tôi nói Hồ Minh thôi. Bác Hồ đối với tôi là người thánh, không phải người. Tại Hy Lạp hiện chỉ có khoảng hơn 200 người Việt Nam sinh sống. Cộng đồng nhỏ bé này luôn đoàn kết và hướng về Việt Nam. Bà Kostas Nguyễn Văn Lập chính là người đặt những viên gạch đầu tiên gây dựng Hội Người Việt Nam tại Hy Lạp và Hội Hữu nghị Hy Việt. Đối với cộng đồng người Việt tại Hy Lạp, có thể nói bác là tấm gương về lòng yêu nước, yêu Việt Nam, là lãnh tụ tinh thần của người Việt Nam tại Hy Lạp. Trong những cái ngày đầu của cái nhóm người Việt Nam ở đây, bác Lập đã có những cái bước gọi là tiên phong trong vấn đề mà đi kết hợp lại những cái tổ chức, những cái nhóm nhỏ nhỏ, bác đi bác ủng hộ tinh thần cái người Việt Nam mình trong những cái bước đầu mà mình ở xứ người nữa mà. Cái điều quý nhất là bác Lập là một người Việt Nam, nhưng mà bác Lập là người Hy Lạp. Ngày 9 tháng 11 năm 2010, chiến sĩ quốc tế Kostas Nguyễn Văn Lập được Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết trao tặng huân chương hữu nghị và quyết định công nhận quốc tịch Việt Nam. Ngày 23 tháng 5 năm 2013, ông trở thành người nước ngoài đầu tiên và duy nhất cho đến nay được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Đã bao nhiêu mấy chục năm qua rồi, về nước rồi, tôi không ngờ tâm lòng của người dân cao cả với cái mục thế. Khi sang Việt Nam tôi hứa trước là cờ sẽ trung thành đến phút cuối cùng. Mong các cháu sau này sẽ tiếp tục giữ gìn. Lần cuối cùng 2013, lúc đó cái sức khỏe đã yếu rồi, nhưng mà bố không nghe bác sĩ khuyên mình đừng về Việt Nam. Nói một lần, nếu mà tôi bị ốm thì cho tôi ở nước Việt Nam. Phải nhớ cái này là xúc động. Các con ạ, bố nhắc lại là nếu như chết ở Việt Nam thì nên chôn tại Việt Nam. Điều này bố đã bàn với mẹ các con khi tên
Costas Serranes Nguyễn Văn Lập. Sau 12 năm, một chồng, một vợ, sung sướng, tuy có lúc khổ, nhưng mà đã vượt qua được. May mắn, sau một lần vợ con, ở đất nước của tôi, nhìn xa, nước Việt Nam, tổ quốc, nhất đấu lòng của tôi.